Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bún lươn. Trước mắt các bạn đây là mình sẽ làm 15 ống bảy lươn 60. Các bạn chuẩn bị cho mình này. Cái nắp 60 này để cho đẹp. Còn bình thường mình làm là không cần nắp nhưng mà nó xấu. Còn làm cho khách hoặc là làm để đỡ thì mình phải làm cái này cho nó bền, uy tín chất lượng. Cái ống loại 60 này các bạn mua loại ống bình thường nha, bình dân nhé. Chứ ống đắt là không đủ tiền đâu. Đắt nó rơi tầm 120 một cây nên đắt lắm. Các bạn chỉ mua loại rẻ rẻ, loại 60-70. Loại này là vừa khéo, loại này là đủ tiền thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình cái thước để đo nó chính xác. Bạn đo rồi tùy các bạn nhé, nhưng mà tối thiểu nhất đẹp nhất là khoảng 80 là đẹp, 80 phân là đẹp, 80 phân là đẹp. Một cây như thế này là mình cắt được 5 cái. Các bạn nhé. Bạn đo chính xác, vì là nếu mà nó ngắn quá thì không được, mà dài quá thì nó vướng, nên cắt đủ 80 phân là đẹp rồi. 80 phân là đẹp đấy. 80 phân là đẹp lắm rồi bạn. 80 phân con lươn nó dài nhất, dài được khoảng từng đoạn. Con lươn nó mà dài nhất thì được khoảng tầm 40-50 phân đi. Con lươn nó dài nhất thì 50 phân là đẹp. Đây mình cho con lươn to lắm đó. Đấy, nên 80 phân là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn tiến hành cắt nhá. Các bạn chuẩn bị cái lưỡi này cho nó sắc sắc đi. Các bạn cắt không vuông á, để cho nó đều. Sau rồi các bạn sẽ cắt luôn. Đấy. Như thế là được một ống nữa các bạn này. Đấy, đây là ống rất đẹp nhé, nó vẫn dày các bạn nhé. Một đầu thì các bạn hãy bịt lại, đầu này thì bỏ hom luôn. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn xem. Đấy, các bạn đo đi, lấy một con chuẩn đo nhé. Đấy, lấy một kia ống chuyển để đo, mình đo. Đấy, và cắt tiếp. Đấy, các bạn cứ cắt thế này, nó cũng mất công đấy nhá, không đơn giản đâu. Đây là mình để khách quá mình làm nhá, bình thường mình không làm cái này. Đấy. Đấy, hai cái các bạn. Bạn nhớ đánh dấu nhá, cái này là làm chuẩn nhá, chuẩn này. Nhớ nhá. Rất chi là đẹp. Đó. Ống này nếu mà đảm bảo các bạn phải tầm được 50 năm nhé. 50 năm đi học. Bền lắm. Còn cái nắp này nhá, gần 100 năm. Thì nó dày cực kỳ luôn. Này các bạn thấy này. Nó dày thế này thì khi nào thì đời nào cho nó học. Tiếp tục. Cắt tiếp. Đấy. Các bạn làm từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Hàng lâu này nó không vội được đâu. Đấy. Đó. Đúng, lấy điểm chuẩn cho chuẩn nhá. Này. Cắt tiếp. Đấy. Đấy. Đấy, ba ống này các bạn. Bầu một đầu bỏ bịch lại, có thấy không? Mình chơi khoan đâu nhá, nhưng mà vẫn đẹp thế này rồi, có thấy không? Rất là đẹp. Này. Thế này thì thả thì lươn các bạn vào nghi hút luôn. Tiếp tục đo tiếp đây, các bạn ghét đi.
Đó. Còn cái này, như thế này, thế 80 phân. Đấy. Trong một cây này thì có sẽ có một ống ngắn hơn các bạn nhé. Vì cái này là nó cái đầu nối này, nên mình sẽ cho nó ngắn hơn. Đó, mình sẽ chia đôi ra. Chia đôi ống này ra. Để cho nó đều, mình sẽ cắt bớt cái đầu kia để cho nó đẹp. Đấy. Mình sẽ cố được cái này. Đấy. Nó sẽ bù cho bên kia. Đấy. Để làm cho đẹp các bạn ạ. Cái đầu nối đó không có tác dụng gì đâu. Nó lắm tính. Đấy. Đầu nối này mình sẽ cắt đi. Đấy, cắt đoạn này luôn đấy các bạn nhé. Để vứt cái đầu nối đi để cho nó đẹp. Thế là mình cắt được 5 cái rồi. Đấy, các bạn cứ làm như thế thôi. Còn tí nữa mình sẽ quay clip là khoan hướng dẫn cài ống nhiều kiểu, kiểu ngang hoặc đường dọc tùy các bạn. Đấy. Video này tạm dừng tại đây nha. Xin chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ nha. Xin chào các bạn.